Chào các bác nuôi ong toàn quốc nhá. Shop Tân Ánh Ngọc Ánh gửi lời chào tất anh em. Đây các bác nhá. Tôi đang đóng hàng, đó là thùng nuôi chân tầng và cầu ong. Cầu ong đã căng dây thép, đã hàn chân tầng luôn. Thì cái này là bác có một bác nuôi Văn Ngại ở trong miền Nam. Nuôi Văn Ngại có yêu cầu shop là làm cho một thùng và 5 cầu hàn luôn chân tầng, căng luôn dây sắt. Thì đây là tiện thể quay cả clip cho các bác thấy là cái quá trình thực tế mà shop đóng hàng cho các bác nhá. Thế đây là cái thùng ong này các bác này. Thùng này là thùng bằng gỗ gạo hoặc là gỗ kháo, nói chung là không phải 100% gỗ gạo đâu. Không nữa là 100% gỗ gạo đâu, nhưng mà nó là cái gỗ xốp, gỗ nhẹ. Thùng này chỉ mấy cân thôi, gỗ xốp gỗ nhẹ nhá. Mùa đông thì nó ấm, mùa hè thì nó mát. Và đến cái mùa mà cho nó ăn ấy, cho ong ăn ấy, thì các bác phải để khay vào đây, bác đổ dung dịch siro đường vào đây cho nó ăn. Thì nước nó ra thì cái thùng này nó ngấm rất là nhanh, rất là khô, không bao giờ có chuyện bị đọng nước nhá. Thì đây là cho các bác thấy được là cái thùng nuôi ong này ván liền ván một tấm, có nghĩa là tất cả các vách đều một tấm. Đây là cửa sổ thông hơi nhá, cửa thông thoáng. Tất cả đều là một tấm hết, đều là một tấm hết này. Chỉ có miếng đáy này, miếng đáy mình ghép theo chiều ngang thì mình phải ghép 3 tấm vào với nhau. Mối ghép cũng rất là chắc chắn thì được, cái thùng mới vững được. Cái ván đáy này mà ghép theo chiều dọc một tấm nữa thì nó sẽ xảy ra cái tình trạng là cong vênh và mo nhá. Thì đây là cái nắp này cũng một tấm luôn. Thì đây là cái mấu của gỗ, thì đúng như cái vân gỗ thực tế đây nhá. Thùng này thì làm rất là kỹ, bào gọt phía ngoài nhẫn nhụi cho các bác đấy nhá. Nhẫn nhụi trên thu nhìn rất là luôn. Nhìn rất là nuột nà nhá. Các bác cứ xem đi, nuột như ngọc trinh luôn nhá. Thì bây giờ là đóng hàng cho các bác, đó là các bác có nhu cầu mà nuôi Văn Ngại, nuôi một thùng và 5 cầu và căng luôn dây sắt này, căng luôn dây thép này, hàn luôn chân tầng này, nhá, hàn luôn chân tầng. Thì tôi sẽ đóng vào đây cho các bác nhá. Các bác lưu ý đây là thùng ong nội, thì nó là 4224. 4226 nhé, 4226 các bác nhé. Đây là thực tế đóng hàng mà sẽ gửi cho các bác. Cái này là đã căng sẵn và hàn sẵn cho các bác luôn rồi. Đây, hàn sẵn các bác rồi, một cầu như này. Đây các bác thấy không? Nuột là phẳng đét luôn. Thế là các bác nào vào là ong nó khỏe, đủ tiềm lực là nó sẽ xây cầu ngay nhá. Và cầu này là loại là cầu đẹp. Cầu đẹp có nghĩa là làm rất là chắc chắn nhé, làm rất là chắc chắn này. Là nó phẳng, ví dụ như mình thả cái đàn này là nó vuông đét, nó không có cong vênh, không có cong vênh gì hết nhá. Đấy, rất là vuông. Chất liệu nó thì chất liệu bằng gỗ keo thôi, keo nõi keo. Nhưng điều quan trọng nhất là cái lỗ khoan dây này, lỗ khoan dây này là xốp đã phải quán triệt với thợ, đó là làm rất là nhỏ nhé, làm rất là nhỏ. Đấy, làm rất là nhỏ này. Đấy, em ơi, ta ra nghe xe tuyển hoa vào riêng cái. Rất là nhỏ để nó tránh tình trạng xé nhá. Lỗ bé cực kỳ luôn nhá, nó rất là bé các bác nhá. Thì 2 4 này, 5 cầu. Thì các bác khi mà các bác mua một cái thùng này ấy, các bác mua một thùng này ấy, thì sẽ được shop tặng cho các bác một cái miếng bán ngăn là mình để ép cái ong nó lui vào trong này lại, nó không có xây lấn sang phía bên này. Không thể lấy cái này, đây là cái bàn ngăn. Bây giờ đóng như này rồi nhá, đóng như này rồi. Thì cái này là trong này là đã có hàn chân tầng rồi này, hàn chân tầng rồi. Thì tôi sẽ phải ghim lại giống như là ghim ong giống luôn đấy. Cái này tôi phải kiếm thêm cái đinh. Đấy, tôi kiếm thêm cái đinh nhá. Kiếm thêm một cái đinh. Kiếm thêm cái đinh này. Các bác ghi mà đóng vào giữa thùng rồi này. Đấy, để thò ra một chút. Thì cái này giống như là cái que nẹp này. Các bác cả tôi để ở dưới đây để tôi ghi một lại. Chưa? Đấy, tôi ghi một lại. Thì cái này nó cũng giống như là y như là ghim thùng ong giống ấy. Khi mà thùng ong giống mà gửi cho các bác ấy cũng phải ghim cái cầu lại này cho nó im, để tránh cái tình trạng mà đi vận chuyển nó bị xô bị đổ
cứ xô cái đổ. Rồi, thế này là úp nắp lại và đưa vào bao đóng gói. Thì khi đi là nó không có cầu, nó không bị xô sạch, không bị đổ các bác nhé. Thì đảm bảo cho các bác là cái chân tầng ở trong nó sẽ còn được nguyên vẹn. Đấy là các bác thấy được cái quá trình thực tế đóng hàng một cái thùng ong, cầu ong để gửi cho các bác chơi Văn Nghệ. Thì đây các bác lưu ý nhá, shop bán hàng COD đi toàn quốc, các bác đặt mua một thùng, shop vẫn ship bình thường về tới nhà, các bác nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán tiền. Thì đối với các bác nào mà chơi Văn Nghệ thì có nhu cầu mua một thùng hoặc hai thùng, shop vẫn làm bình thường nhá. Rồi xin cảm ơn các bác, mong nhận được sự ủng hộ của các bác dành cho shop Tân Ánh Ngọc Ánh nhá. Rồi xin chào.